Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang bị khởi tố vì nhận hối lộ. Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang, được xác định có hành vi nhận hối lộ từ ông Lê Quang Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68. Trao đổi với Thanh Niên ngày 15 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng về 5 tội danh liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68 và các đơn vị liên quan tại An Giang. Trong đó, các đối tượng Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Tấn Lĩnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68, bị khởi tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và đưa hối lộ. Ngoài ra, có 6 người khác là nhân viên, lãnh đạo công ty bị khởi tố tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang bị khởi tố vì nhận hối lộ. Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang, bị khởi tố tội nhận hối lộ. Từ Quảng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên, bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, hai cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang và 5 người khác tại công ty Nam Khang bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, Tổng 68 được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,53 triệu m3 cát để cung cấp cho 4 công trình. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn 4,78 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép hơn 3,2 triệu m3, có giá trị tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép trên, Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống nhằm hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.